biết rằng tôi đã có chồng. Trời ơi, người ấy có buồn không? Có còn nghĩ tới loài vừa nhắc đến tên anh, đến mối tình thơ mộng của hai ta. Em à, có nhiều trường hợp người ta nhắc đến người mình yêu, nhưng tôi tin chắc rằng ở đây cũng nhắc đến tên tôi, không phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà chẳng qua cúc nhắc đến tên tôi trong một câu chuyện mua vui. Trong một vài khoảnh rời bỏ quê hương anh chưa từng xa.
Bây giờ anh về thì đã hết thương nhau. Anh không cho tôi gọi cái tên chi nữa. Cái tên mà ba năm qua tôi vẫn dù rằng tôi sắp cân nhiều dòng. Chúc cố mẹ anh chi bà lại gọi tên chi nữa rồi. Lỡ ông võ sư không hay được gặp anh nữa rồi sao? Anh chị lòng không cấm lửa tôi ngược dòng đi vàng. Lòng là một kỹ sư chứ không phải kẻ tầm thôi vậy chứ ông ghen dữ lắm em à. Lòng của bắt gặp tôi với anh chỉ là chuyện thường tình. Chuyện thường tình có một cô gái nhỏ gặp người yêu cũ trước ngày mặc áo du vi. Mời anh về rồi anh lại ra đi mang thân dài là bà bước vào ngưỡng cửa đầy hoa mộng. Rồi sau một thời gian bà ngập tràn hạnh phúc, bà cũng sẽ như ai tay bấy tay bồng. Lúc bấy giờ bà đã đi vào bổn phận làm vợ làm mẹ thì đâu có thời giờ nhắc đến chuyện ngày xưa. Không những bà đã quên cái Hàng Mạc Tử, cái tên mà bà bảo rằng khó nhớ khó mà ngay cái tên con của tôi là Trí. Bà cũng quên luôn vì gánh nặng gia đình. Lúc bây giờ gặp tôi bà bảo ông đến đây làm gì. Rồi bà cứ cố môi trong trí nhớ